Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thủ tướng ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các cơ quan và địa phương. Tại công điện số 855 CDTTJ ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện nêu, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, đảm bảo an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão, lũ. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống.
các bộ xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão lũ. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp các ngành để nhân dân biết chủ động phòng chống. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Chiều cùng ngày, chủ trì họp triển khai công tác ứng phó với Noru, siêu bão có thể đổ bộ vào nước ta trong những ngày tới. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu lãnh đạo các địa phương dừng các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ. Thành lập ngay các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ ngành trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các địa phương trọng điểm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ban Chỉ huy tiền phương. Các địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ đội Biên phòng, ngành thủy sản, ngành giao thông vận tải rà soát, nắm rõ tất cả phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển để kịp thời thông tin hướng dẫn phương tiện tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn. Trong đó, cần lưu ý cả các tàu cá, tàu vận tải, tàu thuyền ven bờ để đề phòng khi bão đổi hướng khi di chuyển dọc ven bờ, rút kinh nghiệm các trận bão trước đây khi tàu vận tải cỡ lớn cập nạn tại khu vực Quảng Bình, cảng Quy Nhơn. Phó Thủ tướng lưu ý đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhà cửa, công trình kết cấu hạ tầng, an toàn cho hoạt động sản xuất. Các địa phương cần thành lập các ban chỉ đạo, đoàn công tác từ tỉnh, thành phố đến cấp quận, huyện, xã, triển khai công tác ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, rà soát lại dự trữ, nhất là lương thực, thực phẩm, tránh tình trạng khi bị chia cắt nhưng không có lực lượng cứu hộ kịp thời để người dân bị đói. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng theo quy định, đưa tin kịp thời diễn biến của bão. Công tác chỉ đạo ứng phó của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương để người dân biết chủ động phòng tránh. Quảng Trị hoàn thành sơ tán dân trước ngày 27 tháng 9. Để phòng tránh siêu bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi ấn định trước 18 giờ ngày 27 tháng 9 sẽ hoàn thành di rời, sơ tán gần 85.000 dân tại các huyện, thị ven biển đến nơi trú ẩn an toàn. Chiều ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra công điện khẩn tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lũ. Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn. Yêu cầu các chủ phương tiện có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ở khu neo đậu, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hướng dẫn việc chằng, neo và có phương án đảm bảo an toàn về người, phương tiện tại nơi tránh trú, tổ chức neo đậu, chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 25 tháng 9. Chính quyền các địa phương rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão, mưa lũ, nhất là đối với các vùng dọc bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng thường xuyên ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, ngập cục bộ và vùng có nguy cơ sạt lở tại các công trình thuộc khu vực miền núi. Chủ động sơ tán dân, tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực sơ tán, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, lán trại thi công. Trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán tập trung.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 10 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, số tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển 657 tàu trên 6.207 lao động. Theo đó, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ 232 tàu trên 1.230 lao động, vùng biển Bắc Biển Đông Hoàng Sa 121 tàu trên 947 lao động, vùng biển giữa Biển Đông Trường Sa DK1 205 tàu trên 3.249 lao động, vùng biển Nam Biển Đông 76 tàu trên 644 lao động, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 23 tàu trên 137 lao động. Tất cả các tàu thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Hiện số tàu đang neo đậu tại các khu neo đậu của tỉnh là 889 chiếc, Mỹ Á 145 chiếc, Tịnh Hòa 286 chiếc, Tịnh Kỳ 50 chiếc, Sa Huỳnh 84 chiếc, Lý Sơn 324 chiếc. Đối với công tác di rời, sơ tán người dân nằm trong vùng ảnh hưởng, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ di rời 24.571 hộ trên 84.426 khẩu tại các huyện, thị, ven biển đến nơi trú ẩn an toàn và hoàn thành việc di rời, sơ tán trước 18 giờ ngày 27 tháng 9. Riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 9 giờ ngày 27 tháng 9. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.